Lâu lâu nhà cửa hay bị hư tầm bậy tầm bạ, giờ mình phải đi mua cái mới thay cho đỡ tốn tiền, chứ mình kêu thợ tới là cũng tốn. Ok, thôi giờ mình đi ra tiệm mua đồ thay. Kẹt cứng mình nó không được. Đấy, thì đồ nhà cửa hư là mình cứ vào đây thôi, The Home Depot. Lần trước mình có dẫn các bạn vô đây lần rồi, mà giờ thì mình đi có mục đích, mình vô là mình phải tìm cái ổ khóa vậy đặng mình sửa liền, nên chắc mình không có chạy đi vòng vòng ở trong. Mấy cái cỏ này là mấy cái cỏ thật nè, có giả có thật vậy ta. Có thật, có cái giả, có giả để làm gắn cái xăng khỏi phải tưới nước. Ok, ổ khóa, ổ khóa. Đi xuống cái khu cửa này nó bán sơn nè. Make sure nó đang quay. Vì lúc mình cầm ấy mình nói tào lao xong hơi nhìn lại mình chưa có bấm nút quay. Ở đây mà người nào thích sửa nè, mấy cái tile, window, door, kitchen. Doors, yeah. Phải tìm cái cửa đó. Ổ khóa. Did you grab some of the... Sao có một cái à? Tắt lại cửa. Chỗ này không phải đây. Tìm chỗ nào có bán ổ khóa. Đâu ta? Gần gần đây đâu thấy chứ đâu. Đây mấy cái ổ khóa đây, đúng rồi. Quá trời, biết sao lựa cho đúng cái. Trời, mắc dữ vậy, 100 cái. Nó bán một set, một cặp, một cái trên cái dưới. Tới 130, 140 rồi, mắc dữ gì ta. Wow. Coi cái loại nào đúng của cái cửa nhà. Ok, thôi để mình lựa. Giờ mình đi ra trả tiền luôn. Tự động trả khỏi cần khách luôn. Thank you.
Tự mua tự trả tự đi ra không cần nhân viên luôn. Có nhiều lúc thì nó tiện, khỏi cần mua một cái gì đó thì mình trả tự động luôn, mình ra mình tự trả mình đi ra luôn. Nhiều lúc thì mua bị rắc rối, ví dụ như không đúng cái hay là cái gì thì mất công phải tới kêu nó chỉnh sửa. Nếu như mình mua nhiều món á thì đi trả cái chỗ cái hàng quầy hàng cho nó dễ luôn. Ok thôi giờ về mình lo sửa cái máy cái cửa chứ. Như mình nói ở đây á cho người người mà họ ở lậu, họ đứng xếp hàng chờ người ta đến rước làm việc á, như vậy nè, họ đứng dài dài vậy đó, biết không? Họ không có giấy tờ chính thức để làm việc ở đây cho nên họ phải cứ đứng có công việc gì làm. Tội nghiệp, ngày cả ngày, nhiều khi cả ngày ta đứng không có ai mướn hết này, tự động về vậy thôi. Bây giờ thì mình rước đứa con gái thời khóa biểu mấy ngày cuối tuần này, cuối năm chứ. Nó hơi khác, một đứa thì ra 11 giờ rưỡi, một đứa thì ra 2 giờ rưỡi. Mình phải đi tới hai chuyến rước hai đứa. Nãy thì mình có quay chút xíu mấy người mễ đó, mình không thích quay họ lâu thì cũng hơi kỳ. Thì cốt truyện là mấy người đó ở đây lậu á, họ không có giấy tờ cho nên họ có việc gì họ làm việc đó. Nghe họ cứ đứng trước cửa mấy cái khu Home Depot, là những cái người ta mua nhà cửa rồi, thường ta sửa chữa nhà cửa rồi đó, phải không? Thì người ta cần người giúp thì họ đứng đó, nếu như ai muốn mướn họ thì trở về rồi mướn trong trả tiền mặt trong ngày á, rồi họ sinh sống kiểu vậy cũng khổ lắm. Không thôi thì họ đi cắt cỏ, cắt cỏ là lấy tiền mặt đó, làm vườn rồi hái trái cây.
Nhưng mà cái nỗi khổ của những người Mỹ đó, ở bên Mỹ không có việc làm, nghèo quá rồi, họ phải bắt buộc họ phải trốn qua bên đây để mà kiếm việc làm. Nhưng mà nhiều người Mỹ ở đây họ không có thông cảm cho những người đó, họ ghét, rất là ghét. Cho nên cũng thấy tội nghiệp chứ. Mình bỏ mình trong cái hoàn cảnh đó, cái mình cũng phải kiếm chỗ sinh sống. Thì nước Mỹ kế bên nước Mỹ, trốn qua được thì trốn. Nhưng mà những cái việc làm đó, những người Mỹ đâu có thích làm đâu. Ví dụ như cắt cỏ, rửa chén, làm trong hotel coi chùi cầu tiêu rồi gì đó, là mấy cái việc làm đó là kiếm được một người Mỹ trắng là rất là hiếm. Đến nỗi Donald Trump mấy cái resort của ổng, hotel golf course là mướn toàn là mấy người ngoại quốc không à. Cái nào nó cũng có gọi là cái gray area, cái lý do của nó, phải không? Chứ không có trắng đen như nhiều người, những người conservative, mấy người mà họ chỉ nghĩ trắng và đen thôi. Nghĩa là cái gì nó cũng có cái lý do của nó. Nếu mình cấm hết tất cả những người Mỹ đó, không cho ai qua đây hết, tống cổ hết, là 12 triệu người ở lậu đây, và đa số người Mỹ, làm sao mà quản lý được một cách như vậy, làm sao mà bắt được như vậy được? Không lẽ là coi như cảnh sát rồi cứ lùng từng người cứ hỏi giấy tờ, nước này nước tự do mà làm những cái chuyện đó kỳ cục vậy? Thì những người nào mà có tội phạm mà mình thấy cũng hoan nghênh, nếu như họ bị bắt mà họ ở lậu đây là tống cổ về đi. Bây giờ những người mà có green card thôi, chưa có quốc tịch mà là vô tù tội là nó cũng tống cha nó về nước hay là Việt Nam với Campuchia nè. Thì tình hình đang ở cái khu mình ở là khoảng 200 người là đang bị hốt lại rồi, bắt đầu đưa về Việt Nam với bên Campuchia. Thì mình đọc thì thấy họ Việt Nam bắt đầu chấp nhận cho mấy người đó về, Campuchia cũng vậy đó. Cho nên Mỹ này sẽ trục xuất những người đó. Nhưng mà nhiều người ta đã có gia đình ở đây, có con, có cái, rồi giờ chia rẽ ra người ta, thấy không? Nó có cái mặt, hai mặt. Nhưng mà mấy người đó tù làm tội mà có tội ấy thì nếu như bị vậy thì chịu thôi. Mình không có thương thiết người đó, mà những người nào mà qua đây mà thật tình cần cù làm ăn để mà tiến thân. Mà nhất nhiều người khi ta ở đây 20 năm, 30 năm mà bây giờ thì nếu như họ bắt được họ cũng đem về. Có những người Philippines nè, cũng mình có nghe về Philippines, Mỹ, những người Nam Mỹ, Nam Mỹ như Colombia, Bolivia, rồi mấy cái nước ở dưới Nam Mỹ á. Thì lúc này đi tình cờ mình thấy cái mấy người đó đứng long rong xin việc làm á, mình quay chút xíu cho bà con coi, mình không thích quay cái mặt họ thì thấy cũng kỳ lắm. Ok, thôi ngồi đây mình chờ con gái ra rồi mình chở nó về, rồi mình phải thay cái cửa. Ok, chào các bạn tạm thời. Chờ đợi mãi. Đời mình lúc nào cũng chờ đứa này, chờ đứa nọ, chờ đứa con. Chờ thời hơi lâu quá. Tụi nó ra rồi mà. Cái đợt đầu ra rồi nhưng mà chưa thấy.
Ngồi đây chờ nó nãy giờ không thấy gì đó đâu ra hết vậy? Thấy một đàn ngỗng nó bay ngang. Hy vọng mình quay bằng cái máy nhỏ này thấy được chút xíu. Rồi nó đi đâu mà không chịu ra đây chơi. Mất thời giờ quá. Rước con tập 2. Hôm nay phải đi tới 2 lần. Ui. Nó bụng quá. Đi nè, ăn đại cái. Đây hai ghé chợ mua tí siêu đồ. Chưa có sửa được cái cửa nữa. Chạy rước đứa này đứa nọ. Chạy đôi con gái đôi chạy vô chợ. Cái này bánh chocolate ăn đỡ nó bụng quá. Mùa này mình mở nhạc lên là có nhạc Noel nè, nghe nó cũng nôn nôn. Nước uống chắc mà không. Mùa này Việt Nam ngồi cà phê loa cà nghe nhạc Noel cũng vui ha. Biết ở Sài Gòn có bao nhiêu quán cà phê ta, chắc cả cả ngàn quán quá. Coi phim thấy nhiều cái quán nằm mé bên sông thấy thích thú. Mai mốt về xách ba lô đi lên Tân sáng kiếm cái quán cà phê ngồi cho tới chiều. Mình khi quay phim vlog cái nhạc trong tiệm ăn này nọ rồi gì nó hay hát nhạc cái mình cũng không để ý. Upload lên YouTube đợi cả mấy tiếng đồng hồ mới xong. Rồi YouTube từ nữ nói mình có nhạc copyright. Mình cũng không để ý tới ba cái nhạc linh tinh. Mình đâu có nhiều khi nhá xíu background mình nghe không rõ mà sao YouTube lại nghe được. Rồi hãy sửa lại, upload lại cả tiếng nữa. Tuần tới lái xe ăn nấu em ở đây xong rồi lái xe lên lái xe xuống dưới LA chứ. Uh-oh.
nói tối ngày mình cứ nghĩ cách làm anyway, tối ngày cứ máy móc điện tử suốt ngày, thích máy ảnh suốt ngày cứ lên mạng coi máy ảnh. Mà nhớ hồi xưa mình thích máy ảnh, mình mua mấy cái máy á, mua cả mười mấy năm sau cái máy nó mới thật là hết thời á, máy phim á. Bây giờ như hãng Sony nó làm cái máy nó ra một cái model mới, sáu tháng sau mình mà chưa kịp biết xài hết là nó đã ra cái mới nữa. Tốt chà. Mấy người mua máy điện tử xài không có được lâu. iPhone, iFix gì cũng vậy nữa. Nghe cái vụ đọc báo mấy hôm nay, cái iPhone 6 bây giờ là rất là chậm. Nếu như chạy cái phần mềm mới á, ai mà upgrade cái phần mềm mới chạy nó rất là chậm. Mình cũng không biết nữa, cái iPhone 6 mình đưa cho con gái nó xài rồi mà không biết nó có chậm không, để hỏi nó có đừng có kêu nó đừng có đổi cái phần mềm mới. Người ta nói Apple nó chơi như vậy là nó muốn cho người ta phải mua phone mới, cho nên nó làm cái phần mềm sao mà chạy chậm rì. Nên cái nếu như mình không có đổi cái phần mềm mới nó chạy vẫn tốt, vẫn nhanh, nhưng mà đổi cái phần mềm mới của nó là nó chạy làm cái phone cũ bỏ vô là nó chạy. Mà mình thấy cũng đúng đó nha, cái phone cũ thì cũ của mình mua hồi đó iPhone 4 thì phải. Bây giờ lấy ra sạc nó lên rồi xài gì cho vui đó. Ôi chậm ri à, không bật internet lên nó chạy 2-3 phút nó mới bật lên hết được. Bó tay luôn.